Thùy Dương xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị nha. Thùy Dương mới vừa nghe một cái đoạn video clip của nữ ca sĩ Vy Oanh ôm đứa con nhỏ cùng với hai đứa con khác lên mạng để mà kêu cứu. Nói rằng là ca sĩ Vy Oanh là có thường trú nhân Mỹ, hai đứa con lớn là có quốc tịch Mỹ. Và bây giờ là cô làm cái video đó, cô kêu gọi ở trên mạng xã hội đó để mà làm sao mà để tới tai của luật sư đó, để mà phía luật sư có thể giúp cho ca sĩ Vy Oanh có thể được về Mỹ an toàn. Tại vì hiện tại đó thì ca sĩ Vy Oanh đã bị phía công an Việt Nam đó là cấm xuất cảnh đó. Thì bây giờ thì Dương mời quý vị nghe cái đoạn video của nữ ca sĩ Vy Oanh kêu gọi trên mạng xã hội nha quý vị. Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tôi là thường trú nhân Mỹ, tôi có 3 đứa con và 2 con lớn của tôi cũng là quốc tịch Mỹ. Bằng video clip này, tôi khẩn khoản yêu cầu luật sư của mình can thiệp với chính quyền Mỹ để bố mẹ con của tôi có thể về Mỹ để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Tôi vô tội, nhưng mà hiện tại thì tôi đang bị lệnh cấm xuất cảnh Việt Nam. Xin được cảm ơn ạ. Câu chuyện của nữ ca sĩ Vy Oanh nó có thể thì Dương tóm tắt như thế này nè quý vị. Ngày trước đó là bà Nguyễn Phương Hằng đó, bà có kêu tên của một số ca nghệ sĩ ở tại Việt Nam kêu gọi làm từ thiện, rồi rốt cuộc cái số tiền đó nó không có rõ ràng đó, thì bà Phương Hằng bà mới kêu nhân vật A, nhân vật B lên để bà nói, bà la, có nghĩa là giống như bà vạch trần những cái chiêu trò mà gọi là kêu gọi vận động quyên góp tiền từ thiện đồ đó, đi giúp đỡ người nghèo rồi đó. Thì lúc đó thì nữ ca sĩ Vy Oanh á, hình như thấy xót bạn hay sao á, thấy bà Phương Hằng cứ ngày nào cũng lên mạng ra rã chửi hết người này tới người kia, và nữ ca sĩ Vy Oanh này thì cũng ở trong cái hoạt động nghệ thuật nữa, cho nên là lên tiếng bên bạn. Thì cái sự lên tiếng bên bạn của nữ ca sĩ Vy Oanh này được một số người chụp cái bài viết đó lại thì đưa cho bà Phương Hằng bà coi. Thì lúc đó thì bà Phương Hằng bà mới kêu tên Vy Oanh lên, bà la luôn, bà chửi luôn. Cái giai đoạn đó là bà Phương Hằng mỗi lần bà livestream là có vài trăm ngàn người xem luôn. Quý vị thấy con số nó kinh khủng. Đó thì bà kêu tên Vy Oanh lên để mà bà nói ở trên mạng xã hội. Thì lúc đó thì Vy Oanh này đó mới sưu tầm, tập trung những cái chứng cứ liên quan để mà đi tới hình như là công an ở Bình Dương hay sao á, để mà kiện thưa bà Phương Hằng. Thì lúc đó thì người ta nhận cái hồ sơ nhưng mà người ta không có giải quyết, người ta không làm gì hết, tại để đó. Sau này bà Phương Hằng bà bị bắt. Và sau đó nữa, tính đến thời điểm bây giờ thì bà Phương Hằng bị bắt cũng gần một năm rồi. Thì con bà Phương Hằng mới bắt đầu là nộp đơn để mà tố cáo một số nhân vật, trong đó có nhà báo Hằng Ni rồi đó. Rồi có ca sĩ Vy Oanh luôn. Thì quý vị thấy nó tào lao ở chỗ là như vậy nè. Bà Phương Hằng kêu Vy Oanh lên để mà chửi, đúng không? Rồi Vy Oanh tập trung bằng chứng cớ lại đi kiện. Đi kiện là đi kiện bà Phương Hằng thôi, tại vì bà Phương Hằng là xúc phạm danh dự cá nhân của Vy Oanh. Đó, thì Vy Oanh á, phản ứng lại bằng cách là đi kiện, đi thưa, tại bà xúc phạm danh dự của tôi. Cái chuyện đó bình thường, cái chuyện đó rất là bình thường. Nói chung là Vy Oanh không có đụng gì tới nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thùy Dương không có binh nha quý vị, Thùy Dương không có binh. Nhưng mà mình nói theo cái góc độ hợp lý của nó, là Vy Oanh bản thân cái chị này, cô biết được rằng là nếu mà cô đụng tới là cô không có yên ổn, cô không có đụng. Chỉ nói là vấn đề cá nhân giữa Vy Oanh với bà Phương Hằng mà thôi. Đó. Thì mắc chứng gì tự nhiên giờ công an Việt Nam lại cấm Vy Oanh, không cho Vy Oanh xuất cảnh. Tại sao lại như vậy? Vy Oanh đâu có vi phạm về hình sự đâu, đúng không? Bây giờ quý vị, nếu mà quý vị đi quan tâm tới cái chuyện này, quý vị đặt một cái câu hỏi coi lý do tại sao giữa hai người đàn bà cãi nhau mà phòng hình sự BC02 nhảy vào. Lý do vì sao mà cảnh sát, công an ở tại Việt Nam lại cấm không cho Vy Oanh xuất cảnh. Tại sao vậy? Thì Dương đặt câu hỏi này rồi quý vị thử, mỗi một người bình luận xuống thử coi tại sao họ không cho Vy Oanh xuất cảnh. Cái thứ hai là trong cái video này đó, quý vị nghe không? Vy Oanh nói cái gì? Nói rằng cô ta đó là gì? Là thường trú nhân.
của Mỹ, cô ta đã có thường trú nhân. Cái này đó là để cảnh cáo luôn, để cảnh báo luôn cho một số anh chị em là người Việt Nam ở nước ngoài muốn giữ hai cái quốc tịch nha, cảnh báo luôn đó. Tại sao có rất là nhiều người á, khi mà ở nước ngoài, ví dụ như tại Na Uy này, Na Uy nó cho người ta được giữ hai cái quốc tịch, thì nhiều người rất là ham, rất là thích. Ôi, giữ hai quốc tịch nó tiện ích đủ thứ. Mình được đi về Việt Nam, mình không cần xin visa nè, mình được miễn visa nè, đúng không? Rồi mình hả, mình mua đất đai ở tại Việt Nam, mình đứng tên được nè, đó, đủ các kiểu hết. Nhưng mà mình nhìn thấy những cái lợi ích trước mắt vậy, mình không nhìn thấy cái hậu quả lâu dài. Bây giờ giả sử như Vi Oanh là công dân của Mỹ, chỉ là công dân của Mỹ thôi nha quý vị, không có cái quốc tịch Việt Nam, không có passport Việt Nam đó, thì chắc chắn một điều là Vi Oanh sẽ được bảo vệ. Tại vì bây giờ Vi Oanh là công dân của Mỹ mà, nhưng mà Vi Oanh hiện tại chỉ là thường trú nhân của Mỹ mà thôi. Thì bây giờ lên mạng kêu gọi rằng là gì? Nhờ là các luật sư hãy lên tiếng để cho Vi Oanh được trở về Mỹ. Vi Oanh đâu phải là công dân của Mỹ, chỉ là thường trú nhân mà thôi, cái người thường trú ở đó mà thôi. Ví dụ ngày hôm nay Thùy Dương là thường trú nhân ở tại Na Uy, có nghĩa là sao? Thùy Dương được ở lại Na Uy không có giới hạn thời gian, Thùy Dương được làm việc ở tại Na Uy không có giới hạn thời gian, nhưng Thùy Dương chưa phải là công dân của Na Uy. Đó là chuyện khác ha. Và khi chưa phải là công dân của Na Uy, còn là công dân của Việt Nam thì phải chịu, cái có nghĩa là mình có vi phạm luật là phải chịu theo cái hình phạt luật ở tại Việt Nam. Đó là thường trú nhân. Rồi bây giờ giả sử như Thùy Dương là công dân của Na Uy mà Thùy Dương vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam, mà bây giờ phía Việt Nam á, nó bắt Thùy Dương vì lý do nào đó, nó bắt Thùy Dương và nó xử Thùy Dương theo luật Việt Nam, Na Uy nó cũng không có can thiệp. Tại vì Thùy Dương vẫn là công dân của Việt Nam, thì chính phủ Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được quyền xét xử Thùy Dương theo luật tại Việt Nam. Còn nếu như Thùy Dương làm vi phạm luật ở Việt Nam mà Thùy Dương chỉ có passport, chỉ là công dân của Na Uy thôi, thì Na Uy bằng mọi cách sẽ giúp Thùy Dương trở lại Na Uy, tại vì Thùy Dương là công dân của Na Uy. Đó, thì bây giờ Vi Oanh không phải là công dân của Mỹ, chỉ là thường trú nhân thôi. Mà nếu bây giờ Vi Oanh vẫn còn giữ cái quốc tịch Việt Nam là kể như sau, Mỹ không có can thiệp. Cho nên đó là cái bất lợi khi mà mình giữ hai cái quốc tịch. Có rất là nhiều người, người ta khuyên rồi đó, anh chị thấy không, Vi Oanh không làm gì sai luật pháp Việt Nam hết. Nếu mà tính theo mà mình nhìn chung vậy không sai gì hết. Vi Oanh nó không có đoán được, trời, cứ vũ anh oanh nghe mệt, cứ mỏi cái miệng quẹ quẹ. Cô ta không có lường trước được những cái chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là cái gì quý vị thấy không, ngây thơ với chính trị. Cái chuyện ngày hôm nay, cái tội mà BC02 nó rờ tới nữ ca sĩ này đó, nguyên nhân là cái gì? Dương nói tới anh chị, khi mà nó khát tiền, nó không còn tiền nữa, thì ai mà nó rờ vô được, nó lấy tiền được là nó sẽ lấy. Chứ còn về xét về cái góc độ mà có vi phạm hình sự không, cái chuyện này không liên quan tới hình sự. Vi Oanh không đụng gì tới nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hết, không có xúc phạm, không có xâm phạm gì tới lợi ích cá nhân nào hết. Chỉ giữa bà Vi Oanh với là bà Phương Hằng thôi, không có liên quan. Mà tại sao BC02, BC có nghĩa là phòng hình sự đó, không ai vào cuộc, và bắt chứng gì lại chặn không cho nữ ca sĩ này đi xuất cảnh sang Mỹ? Bây giờ cả ba mẹ con đều bị vướng lại ở tại Việt Nam, không đi được. Đừng có giỡn mặt với tụi Cộng sản, xem thường nó là không có được đâu. Giỡn mặt, cứ nghĩ rằng ôi, chuyện chính trị tôi không có quan tâm, tôi không đụng chạm tới là tôi không sao. Không có ai đoán biết trước được chuyện gì xảy ra hết. Và cái khối tài sản kết xù đó đó sẽ là cái thứ mà có thể cứu được nữ ca sĩ Vi Oanh hay không. Bây giờ Việt Nam á, muốn không có tội, muốn mà tụi nó, bây giờ quý vị thấy không, không có tội, nó đưa vô chỗ có tội, để mà đi ra, để mà không có tội thì tài sản của mình sẽ bị bốc hơi. Chứ không còn một cái nguyên nhân nào khác hơn. Tại vì nhìn tới nhìn lui là cái cô ca sĩ này cố vi phạm về hình sự, mắc chứng gì mà lại cấm người ta xuất cảnh. Đó, cho nên quý vị nhớ nha, đừng có chủ quan với tụi Cộng sản. Đừng có nghĩ tôi không có làm gì sai hết, tôi không có bị gì. Tới chừng mà bị gì rồi tụi nó cột chân quý vị lại nhảy ra không có kịp. Nghe lời những đứa phản động này đi mà nên thân. Còn không nghe cãi là mai mốt coi chừng là tao nói hả là húp sọt. Đó, thấy không? Thậm chí là ngày xưa còn có nhiều đứa nó vô nói hơi đâu mà nghe mấy đứa phản động này nó chống phá.
cứ nói như vậy đó. Rồi bây giờ ngày hôm nay đó, mình đâu có biết là mình sẽ bị như vậy đâu. Bây giờ kêu ở trong đó rồi, kêu ai cứu được. Tụi đó mà muốn làm gì không có cứu được đâu, không có giúp được đó. Cho nên mình phải biết được, mình phải đoán được cái đường đi nước bước của tụi nó. Nghe nói là cái nữ ca sĩ này tài sản cũng dữ lắm, cũng khủng lắm á, mà không có, mà mối quan hệ chân trong chân ngoài là kể như bốc hơi, cho ráng mà làm việc, ráng mà kiếm tiền cho nhiều vô đi. Cái đó không phải là của mình. Trong cái chế độ cộng sản đó, không có cái gì là chắc chắn của mình hết trơn á. Hôm nay của mình chứ ngày mai là tụi nó lấy sạch, không còn cái gì hết á. Cái xứ cộng sản nó khác với xứ tư bản dữ lắm. Dạ rồi, thôi thì Dương dừng lại nha quý vị. Nhấn like đi để YouTube nó đề xuất đến nhiều người xem hơn, để người ta tưởng kinh hồn đó. Để cho nói thôi, cộng sản nó tốt với dân lắm. Tự nhiên tao không làm gì cũng hãy cho phòng hình sự nhảy vô, nó vô duyên dễ sợ. Rồi thì Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.